Mừng Xuân Mậu Tuất 2018, Hội Xuân Nước Bà Đen sẽ tổ chức lễ khai mạc vào lúc 18:30 ngày 19 tháng 2 2018 nhằm ngày mùng 4 Tết với chủ đề Tây Ninh Mùa Xuân Khát Vọng. Ban tổ chức Hội Xuân trân trọng gửi đến quý vị khán giả chương trình nghệ thuật đặc biệt với không gian âm nhạc đầy cảm xúc về một vùng đất Tây Ninh tươi đẹp, giàu truyền thống văn hóa cách mạng, người Tây Ninh thân thiện nghĩa tình, được thể hiện qua những giọng ca được yêu mến như ca sĩ Cao Minh, ca sĩ Đan Trường, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long, nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tiền, nghệ sĩ Trinh Trinh, Nguyễn Phi Hùng, Tiên Châu Như Quỳnh, Thủy Vân, Lưu Di Linh, Khắc Minh, Mai Hiển Chi, top ca nhạc vị thành phố, ca sĩ Trường Sơn và Kim Thư, các nhóm nhạc Phù Sa, V Music, FM, nhóm hai đội Sáng Cười, vũ đoàn Việt Hải, vũ đoàn Chuông Gió, biên đạo Lê Hải Hoàng Phi. Đặc biệt trang phục áo dài truyền thống được biểu diễn bởi nữ hoàng sắc đẹp Việt Nam 2013 Nguyễn Thị Bích Nga, siêu mẫu phong cách 2017 Nguyễn Trầm, top 10 hoa hậu bản sắc Việt 2016 Tuyết Nguyễn, MC Vĩnh Phú HTV, MC Thanh Phương HTV và nhiều ca sĩ nghệ sĩ khác. Tổng đạo diễn chương trình Thịnh Bùi, chịu trách nhiệm nội dung Bá Anh, đạo diễn hình ảnh Thanh Tùng Bad Chance, công ty thực hiện B Event cùng với sân khấu lộng lẫy hoành tráng, hệ thống âm thanh ánh sáng hiện đại. Đặc biệt hơn hết, màn bắn pháo hoa tầm thấp tại buổi lễ sẽ mang đến dấu ấn đặc sắc và nhiều cảm xúc cho quý vị. Lễ khai mạc Hội Xuân Nước Bà Đen năm Mậu Tuất 2018 được truyền trực tiếp vào lúc 18:30 đêm mùng 4 Tết trên kênh truyền hình Tây Ninh và một số đài khu vực Đông Nam Bộ. Kính mời quý vị đón xem.